Xin chào các bác nông dân, hôm nay mình rất vui được chia sẻ với các bác một sản phẩm vô cùng hữu ích cho mùa vụ này. Đó chính là Corneo 75 IVA. Đây là loại thuốc trừ bệnh chuyên trị phần trang và đốm lá, giúp cây trồng luôn khỏe mạnh. Phần trang và đốm lá là hai loại bệnh rất hay gặp, chúng làm cây trồng kém phát triển và giảm năng suất. Nhưng giờ đây, các bác không cần lo nữa vì đã có Corneo 75 IVA. Với hoạt chất mạnh mẽ, thuốc này sẽ tiêu diệt nam và vi khuẩn gây bệnh, đồng thời tạo một lớp màng bảo vệ lá non, ngăn chặn bệnh quay trở lại. Cách dùng Corneo 75 IVA cũng rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha loãng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì rồi phun đều lên cây trồng. Nhớ phun thật kỹ để thuộc phủ đều các mặt lá nhé. Một điểm cộng nữa của Corneo 75 IVA là rất thân thiện với môi trường và an toàn cho người dùng. Các bác có thể yên tâm sử dụng ngay trong vườn nhà mình. Để thuộc phát huy hiệu quả tốt nhất, các bác nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát khi thời tiết không quá nặng và ít gió. Lúc này, thuốc sẽ bám dính và thẩm thấu vào cây trồng tốt hơn. Cuối cùng, mình muốn nhắc các bác rằng, bảo vệ cây trồng là bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Hãy dùng thứ Corneo 75 IVA và cảm nhận sự khác biệt nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác một mùa vụ bội thu và thành công. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bác hãy truy cập DealPlant.vn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.